Phong thủy Zakat xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Zakat cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 8 cho thấy rằng công việc làm ăn của tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh của tháng. Vậy nên trong tháng 8 này có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp cả về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhạy, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 8 âm lịch này là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tỵ, nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như là có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 8 âm lịch. Sự thành công của những người tuổi Tỵ trong tháng 8 này sẽ vang dội như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc của mình một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đã đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Zakat khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp tác động nên quý vị gia chủ tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ nhận được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Zakat khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Zakat trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 8 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ, không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Tỵ nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn. Và phụ nữ đang mang thai cũng nên chú ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các quý vị gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Zakat sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình duyên và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Tỵ. Nhờ vào thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới, mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của chính bạn.
các cặp đôi cũng sẽ có những chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Còn người độc thân sẽ có thể tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể nào chối từ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Xem tử vi tháng này của gia chủ Quý Tỵ vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn, mưu sự có quý nhân giúp đỡ. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Về vấn đề sức khỏe của những người tuổi Ất Tỵ tháng này cần lưu ý. Đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc các căn bệnh về tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với độ tuổi, giữ tâm trạng vui vẻ sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu, xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải đó là dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong tháng này, người tuổi Tỵ sinh năm 1989 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ và tâm sự với mình. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Về sự nghiệp cơ bản đã ổn định với một số người tuổi Tân Tỵ, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi xa trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như với con cái để có thể xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận, trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng rằng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ cho quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của kênh.